Bố ơi, đọc sách. Câu chuyện bố đọc hôm nay có tựa đề Aladdin. Ngày xưa, trong một đêm huyền ảo đầy ngôi sao lấp lánh ở vùng đất sa mạc, có một câu chuyện kỳ diệu sắp sửa bắt đầu. Jafar, cố vấn của đức vua ở xứ sở Agrabah, đang đi tìm một cái đèn được giấu ở trong hang động của những kỳ quan. Chiếc đèn huyền diệu này có chứa một thần đèn đầy quyền lực. Người mà có thể ban cho ai là chủ nhân của nó 3 điều ước. Cách duy nhất để tìm được lối vào của hang động của những kỳ quan đó là phải ghép được 2 mảnh của một chiếc huân chương bọ hung lại với nhau. Jafar độc ác thì đang có 1 mảnh. Bây giờ, ông ấy và chú vẹt của mình, Iago, đang đợi một tên trộm tên là Gazim đến để lấy nửa còn lại. Đột nhiên, họ nghe âm thanh giống như âm thanh của những móng ngựa vọng lại. Một lát sau, con ngựa của Gazim đột ngột dừng lại. Người có mang nó theo không? Jafar hỏi. Tôi có, người kiên nhẫn à? Gazim đáp lại. Jafar lấy ra nửa kia của chiếc huân chương và ghép 2 nửa lại với nhau. Chiếc huân chương bỗng nhiên sáng lên, rồi nó nhảy ra khỏi tay của Jafar và bay ngang qua sa mạc, không khác gì một ngôi sao băng. Hãy đi theo dấu vết của nó! Jafar hét lên và thúc con ngựa của mình chạy theo. 2 người đàn ông đi theo con bọ hung ma thuật cho đến khi nó chia đôi thành 2 ngọn đèn ở trong một cồn cát. Cái cồn cát cứ tiếp tục to dần. Cuối cùng thì nó biến hình thành gương mặt của một con hổ với 2 con mắt sáng. Cuối cùng thì ta cũng đã tới được hang động của những kỳ quan. Jafar thốt lên. Hắn nhìn vào Gazim. Hãy nhớ, phải đưa cho ta cây đèn thần. Tất cả kho báu còn lại là của người, nhưng cây đèn thần là của ta. Một cách run sợ, Gazim bước vào cái miệng của con hổ. Trong một giây lát, hàm răng to lớn của con hổ đóng lại và bao lấy Gazim. Chỉ có một người có thể vào đây. Giọng nói của hang động vang vọng như sấm. Hãy tìm viên kim cương thô. Sau khi nói, cái hang động chìm vào đống cát, chỉ để lại chiếc huân chương bọ hung. Không thể tin được, chúng ta sẽ không bao giờ lấy được cái đèn thần rồi. Iago la lên sau khi lấy lại huân chương bọ hung. Bình tĩnh nào Iago. Jafar nói. Hắn suy nghĩ một lúc. Viên kim cương thô, ai đó nghèo và rách rưới ở bên ngoài, nhưng trong sáng và cao quý ở bên trong. Ta phải tìm được người này. Hắn quả quyết với một nụ cười nham hiểm. Buổi sáng hôm sau, tại khu chợ Agrabah, một nam thanh niên có tên là Aladdin và con khỉ của mình, Abu, đang tìm kiếm thức ăn cho bữa sáng. Người bán trái cây nhìn thấy họ và gọi cận vệ hoàng gia Razul để xua đuổi Aladdin. Dừng lại, tên trộm kia! Razul hét lớn khi nhìn thấy Aladdin chạy đi. Các cận vệ hoàng gia đuổi theo Aladdin và Abu chạy xuyên qua các con đường ngoằn ngoèo. Nhưng họ đã trốn thoát được. Lúc họ ngồi xuống để ăn, Aladdin thấy 2 đứa trẻ đói khát. Giống như Aladdin, chúng không có tiền để mua thức ăn. Nên mặc dù đang rất đói, Aladdin đưa thức ăn của mình cho bọn trẻ. Và bọn trẻ rất biết ơn cậu. Bên trong cung điện,
Đức vua cũng có một buổi sáng không dễ dàng chút nào. Con gái xinh đẹp của ông, công chúa Jasmine, lại tiếp tục từ chối thêm một hoàng tử nữa khi đến cầu hôn mình. Ôi Jasmine, con phải dừng lại việc từ chối những hoàng tử đã đến cầu hôn con. Đức vua nói, theo luật định, con phải kết hôn với một hoàng tử trước ngày sinh nhật tiếp theo của con. Luật đã sai rồi. Nếu con kết hôn thì con sẽ kết hôn vì tình yêu, Jasmine trả lời. Một lát sau, Jasmine nựng nịu con hổ cưng của mình ra già và nhẹ nhàng nói, chị không có người bạn thật sự nào ngoại trừ em, Raja. Chị chưa bao giờ được bước ra khỏi những bức tường này. Chị phải đi, đi trước khi quá trễ. Đêm hôm đó, Jasmine thay một bộ đồ thật bình dân, chào tạm biệt Raja một cách buồn bã, rồi cô trèo qua bức tường ở vườn cung điện để được tự do. Buổi sáng hôm sau, khi Jasmine được khám phá một khu chợ náo nhiệt của xứ Agrapa, đôi mắt của cô không che giấu được sự kinh ngạc vì cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều cảnh tượng lạ lùng đến như vậy. Không lâu sau, Jasmine thấy một đứa trẻ đang rất đói. Không chần chờ, cô lấy một trái táo từ một sạp bán trái cây và đưa cho cậu bé. Cô phải trả đủ tiền cho trái táo này đó, người bán trái cây hét lên. Tôi xin lỗi thưa ông, công chúa ngập ngừng. Tôi không có tiền, nhưng nếu ông cho tôi vào cung điện, tôi có thể lấy một ít từ nhà vua. Cướp! Người bán trái cây hét lớn. May mắn cho Jasmine, Aladdin nhìn thấy cô ngay lúc đó. Xin ông hãy tha cho em gái tội nghiệp của tôi, cậu nói với người bán trái cây. Đầu của em ấy không được bình thường một chút. Em ấy nghĩ con khỉ là đức vua đó mà. Sau khi làm người bán trái cây phân tâm, Aladdin và Jasmine biến mất trong đám đông. Sau đó, Aladdin dẫn Jasmine về nhà của mình. Chúng ta sẽ an toàn ở đây, Aladdin nói. Cô đến từ đâu? Tôi trốn khỏi nhà, Jasmine trả lời. Và tôi sẽ không bao giờ quay lại đó nữa. Cha của tôi bắt tôi phải kết hôn. Thật là kinh khủng, Aladdin kêu lên. Rồi đột nhiên, ánh mắt của cả Jasmine và Aladdin cùng hướng về nhau. Rồi sau đó, hai người dần tiến lại gần nhau hơn và trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào. Trong lúc đó, ở tại phòng thí nghiệm bí mật của mình, một nơi còn cao hơn cả cung điện, Jaffa đang nhờ chiếc đồng hồ cát ma thuật của mình tư vấn. Ơi, đồng hồ cát thời gian, Jaffa cầu khẩn. Hãy cho ta nhìn thấy người mà có thể vào hang động của những kỳ quan. Các hạt cát dần di chuyển và một hình ảnh từ từ hiện ra. Đó chính là hình ảnh của Aladdin. Jaffa ngoảnh mặt qua Iago và cười một cách nham hiểm. Chúng ta nên nhờ các cận vệ hoàng gia mời cậu đến đây, đúng không nhỉ? Ngay lúc mà Aladdin và Jasmine chuẩn bị hôn nhau, các cận vệ hoàng gia tới. Aladdin chạy tới rìa của mái nhà và giơ tay của mình ra cho Jasmine. Bạn có tin mình không? Cậu ấy hỏi và công chúa gật đầu. Hãy nhảy thôi, Jasmine đề nghị. Họ đáp xuống một cách an toàn trên một đống rơm. Nhưng trước khi họ kịp chạy đi, Rajun đã bắt họ lại. Một cách tức giận,
Jasmine ném chiếc mũ trùm đầu của mình xuống. Hãy để nấy đi, để là mệnh lệnh của công chúa. Cô ra lệnh. Công chúa hả? Aladdin lặp lại trong sự kinh ngạc. Tôi không thể thả tù nhân này, Rajul nói. Jafar ra lệnh bắt hắn. Jasmine chạy vội vã về cung điện. Quân lính vừa mới bắt một thanh niên từ chợ theo lệnh của ông mà. Cô mắng Jafar. Tôi muốn ông thả nén ra ngay lập tức. Tôi xin lỗi thưa công chúa, nhưng cậu ấy đã bị xử tử rồi. Jafar nói một cách vô cảm. Không, sao có thể? Jasmine vừa khóc vừa nói. Khi chạy về phòng, cô ấy khóc nức nở vì buồn. Tất cả là lỗi của chị, cô nức nở nói với Raja. Anh ấy rất lịch sự và dũng cảm. Chị còn chưa kịp biết tên của anh ấy nữa. Nhưng Aladdin chưa chết. Anh ấy và Abu đang ở trong một nơi rất tối. Tất cả những gì mà Aladdin có thể nghĩ tới, đó chính là Jasmine. Cô ấy là công chúa. Aladdin tự nói với mình. Cô ấy xứng đáng được cưới một gã hoàng tử đẹp trai, chứ không phải mình. Lúc đó, một ông cụ xuất hiện trong bóng tối. Ông cụ này là do Jafar cải trang thành. Ta có thể giúp con ra ngoài và kiếm đủ kho báu để cưới công chúa, ông cụ nói. Nếu con kiếm được cho ta một cái đèn vô giá trị và cũ kỹ. Vì háo hức để được giải thoát, Aladdin đồng ý theo ông cụ già. Aladdin và ông cụ bắt đầu cuộc hành trình đến hang động của những kỳ quan. Khi họ đến được sa mạc, Jafar ghép hai mảnh bỏ hung lại vào nhau. Trong một giây lát, hang động của những kỳ quan trồi lên từ mặt cát. Người chỉ được phép chạm vào chiếc đèn thần đó thôi, giọng nói của hang động gầm lên. Nhìn lên con à, ông cụ thúc giục. Cái đèn của ta ở trong đó, lấy nó đi rồi con sẽ được phần thưởng mà con mong muốn. Aladdin và Abu vào trong hang động. Ở trong căn phòng đầu tiên, họ tìm thấy vàng, châu báu và một chiếc thảm bay thân thiện. Chiếc thảm bay dẫn họ đến một căn phòng khác, nơi chứa đựng cây đèn thần. Nhưng lúc Aladdin đang chuẩn bị lấy cây đèn, Abu lại chạm vào một viên hồng ngọc to lớn. Không, Abu! Aladdin hét lên, nhưng đã quá trễ. Người đã đụng đến bảo vật cấm của hang động. Giọng nói của hang động kêu lên như sấm. Bây giờ, người sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa. Hang động của những kỳ quan bể nát ra, và mặt đất bắt đầu biến thành dòng xoáy dung nham nóng hổi. Aladdin với lấy chiếc đèn thần, nhưng bị hụt tay. Trước khi Aladdin té xuống dung nham, cậu được cứu bởi chiếc thảm bay. Sau đó, Aladdin và thảm bay cứu Abu rồi bay lên cổng hang. Khi đến cổng hang, một khối đá lớn bay tới làm văng thảm bay ra khỏi chân của Aladdin. Cậu té xuống, nhưng cậu đã bám được vào mép hang động của những kỳ quan. Cứu! Aladdin cầu cứu ông già, nhưng thay vì giúp, Jafar chỉ lấy cây đèn thần. Quá tức giận, Abu nhảy lên và đánh Jafar. À! Jafar hét lên inh ỏi rồi ném Abu xuống hang động. Aladdin không thể bám lâu hơn được nữa. Hang động của những kỳ quan sụp đổ, làm cho Aladdin và Abu rơi xuống vực sâu. Mọi thứ rất tĩnh lặng cho đến khi Aladdin tỉnh lại. Chúng ta mắc bẫy rồi.
Aladdin giải thích cho Abu và chiếc thảm. Để làm cho Aladdin vui lên, Abu lấy chiếc đèn ra khỏi áo của Aladdin. Ôi Abu, mày đúng là một tình chọn nhỏ. Aladdin vừa cười vừa lấy lại cây đèn. Hình như có chữ viết ở trên cây đèn, nhưng sao nó mờ quá, không đọc ra. Nói xong cậu lau chiếc đèn. Cây đèn bắt đầu sáng lên. Rồi trong một đám khói xanh, một thần đèn đã xuất hiện. Ôi, cậu nhỏ nhắn hơn chủ nhân của ta nhiều. Thần đèn nói. Tôi là chủ nhân của ông hả? Aladdin hỏi trong sự kinh ngạc. Đúng rồi đó. Thần đèn đáp. Tôi ở đây để hoàn thành các điều ước của cậu. Cậu có đúng 3 điều ước. Và nhớ là không được ước để xin thêm điều ước nha. Không biết nữa. Aladdin nói một cách lém lỉnh. Chưa chắc ông có thể đưa tôi ra khỏi cái hang này không nữa kia kìa. Cậu có muốn biết không? Thần đèn nói. Vậy thì hãy xem nơi. Trong chớp mắt, thần đèn đã mang Aladdin và Abu ra khỏi hang động của những kỳ quan. Không tệ. Aladdin nói. Tôi vẫn còn 3 điều ước đó. Thần đèn cười. Thôi rồi, nhưng không có điều ước miễn phí nào nữa đâu nha. Còn ông sẽ ước điều gì? Aladdin hỏi thần đèn. Ta đơn giản lắm. Thần đèn nói. Ta ước được tự do, nhưng chủ nhân của ta phải ước điều đó cho ta mới được. Mà cậu có thể đoán được bao nhiêu lần chuyện đó xảy ra rồi đó. Aladdin cố gắng tưởng tượng việc sống ở trong một cây đèn như thế nào. Sau đó, Aladdin nói. Tôi sẽ dùng điều ước cuối cùng để cho người được tự do. Nhưng trước tiên, tôi muốn tôi là hoàng tử cái đã. Aladdin nói và trong đầu suy nghĩ về công chúa Jasmine. Và chỉ với một cái búng tay, thần đèn đã biến Aladdin thành một hoàng tử với áo choàng lụa. Và Abu thì biến thành một con voi đẹp trai. Ôi, bây giờ thì mình đã thật sự xứng đáng với một công chúa rồi. Aladdin vui vẻ nói khi cậu để cây đèn thần dưới mũ của mình. Không lâu sau, cậu đã vào được cung điện của đức vua. Tôi là hoàng tử Ali Abawa. Aladdin tự hào tuyên bố. Tôi đến đây để cầu hôn công chúa Jasmine. Nhưng Jasmine nghĩ rằng chàng trai trẻ này chỉ là một hoàng tử ngốc nghếch như những người bình thường khác. Vì vậy, cô đi nhanh ra khỏi căn phòng trong một cảm giác rất chán ghét. Sau đó, vào buổi tối, hoàng tử Ali đã cố gắng thuyết phục công chúa Jasmine bay bằng chiếc thảm bay với mình. Nó có an toàn không? Công chúa hỏi. Chắc chắn rồi. Cậu ấy trả lời. Bạn có tin mình không? Trong khoảnh khắc đó, Jasmine nhớ ra rằng mình đã từng nghe câu nói này trước đây rồi. Có. Cô trả lời nhỏ nhẹ. Ali nắm tay đỡ Jasmine bước lên thảm và họ bắt đầu bay. Đây có phải là chàng trai mà mình đã từng gặp ở chợ không vậy? Jasmine tự hỏi. Và cô quyết định phải làm rõ. Thật là tiếc quá, vì Abu không bay cùng chúng ta. Jasmine nói. Abu không thích bay lắm đâu. Aladdin trả lời. Đúng là bạn rồi. Jasmine thản thốt. Nhưng Aladdin quá ngại ngùng để nói mình không phải là một hoàng tử. Aladdin và Jasmine tận hưởng chuyến đi lãng mạn của mình. Sau đó, hai người bay về lại cung điện và chúc nhau ngủ ngon bằng một nụ hôn. Trong lúc đó, Jafar cũng muốn cưới Jasmine. Vì vậy, ngay khi Jasmine vừa đi khỏi, các cận vệ hoàng gia đã tóm ngay lấy Aladdin. Ta e là người không được chào đón ở đây nữa, hoàng tử Ali. Jafar đe dọa, rồi các cận vệ trói Aladdin lại và ném cậu xuống biển. Các cục tạ được gắn lên chân của Aladdin
để kéo cậu xuống nước thật sâu. Cái nón của cậu ấy rơi ra, cái đèn thần lăn ra. Aladdin cố lau nó và thần đèn lại xuất hiện. Aladdin, cố gắng lên! Thần đèn thúc giục. Cậu phải nói rõ, thần đèn ơi, tôi muốn người cứu mạng của tôi, ok? Aladdin gật nhẹ đầu và thần đèn đưa cậu ấy lên đất liền. Về lại cung điện, Jafar dùng cây gậy rắn hổ mang thần kỳ của mình để khống chế đức vua. Jasmine, con sẽ cưới Jafar. Đức vua nói một cách vô thức. Không bao giờ. Jasmine khóc. Cha ơi, con chọn hoàng tử Ali. Đúng lúc đó, Aladdin xông vào phòng. Cậu bẻ gãy cây gậy thần kỳ của Jafar và hét lớn. Thưa đức vua, Jafar là người điều khiển người bằng chính cây gậy này. Trong lúc vật lộn, Jafar đã phát hiện ra đèn thần đang ở trong nón của hoàng tử Ali. Jafar kêu Iago lấy cắp chiếc đèn thần đó rồi bỏ trốn. Aha, Aladdin và hoàng tử Ali thật sự là cùng một người. Jafar rên rỉ khi biết sự thật. Nhưng cuối cùng thì chiếc đèn thần cũng đã về tay của hắn. Jafar hí hửng xoa cái đèn thần và thần đèn xuất hiện. Jafar ước được trở thành nhà vua, rồi hắn ước được là một phù thủy đầy quyền lực. Hắn biến đức vua thành một chú hề, Jasmine thành một nô lệ và Raja thành một con hổ. Ta là người mạnh nhất trên đời! Jafar hô vang. Không, ngươi không phải. Aladdin hét lớn. Thần đèn mới là người mạnh nhất. Ngươi nói đúng. Jafar đồng ý. Phép thuật của thần đèn thật sự cao hơn phép thuật của ta. Nhưng không lâu đâu. Điều ước cuối cùng của ta là muốn trở thành một thần đèn để có tất cả các quyền lực của thần đèn. Ngay lúc đó, thần đèn nói. Điều ước của người là sứ mệnh của ta. Trong chớp mắt, thần đèn đã biến Jafar thành một thần đèn to lớn. Nhưng trước khi Jafar có thể tận hưởng những quyền lực của mình, xiềng xích bắt đầu xuất hiện trên cổ tay của hắn. Và rồi một cây đèn cũng xuất hiện ngay ở bên dưới. Trong tiếng vù vù lớn khủng khiếp, hắn và Iago bị hút vào bên trong cây đèn nhỏ. 10.000 năm trong hang động của những kỳ quan sẽ giúp hắn thư giãn. Thần đèn nói khi ông ấy ném cây đèn thần ra sâu trong sa mạc. Và rồi tất cả mọi thứ đều trở về bình thường. Giữ đúng lời hứa của mình, Aladdin dùng điều ước cuối cùng để trao cho thần đèn sự tự do. Rồi cậu nhìn vào Jasmine và nhẹ nhàng nói. Mình xin lỗi vì mình đã nói dối về chuyện mình là một hoàng tử. Mình hiểu tại sao bạn làm thế mà. Jasmine trả lời. Hoàng tử hay không hoàng tử không quan trọng nữa. Ngươi đã chứng tỏ được giá trị của mình. Vấn đề ở đây là quy định của pháp luật. Đức vua tuyên bố. Nhưng từ hôm nay trở đi, công chúa có thể cưới bất kỳ ai mà cô cảm thấy xứng đáng. Con chọn Aladdin. Jasmine khẳng định. Mọi người vẫy tay chào tạm biệt thần đèn để ông bay đi khám phá thế giới. Rồi Jasmine và Aladdin cùng nhau có một nụ hôn nhẹ nhàng và một cuộc sống hạnh phúc mãi về sau.
Bye.